Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video dòng game chiến tranh tổng lực Tam Quốc. Mình là Chocho của Tuyên Quang. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của Công Tôn Toản cùng đồng bọn để đi chinh phục Trung Hoa. Ở tập trước thì mình đã có thể nói là chiến dịch này mình đang dùng cái chính sách ngoại giao cực kỳ là linh hoạt, khi mình đã có thể kiểm soát được cả tận cùng phía Nam thuộc Giao Chỉ mà ngày nay là Việt Nam ấy, nên cũng tận cùng phương Bắc phía Tây đó là Trương Lỗ, và tận cùng phía Đông đó là Khổng Dung. Tất cả đều trở thành chư hầu của mình, và ở trung tâm là Viên Thuật đã là chư hầu của chúng ta. Như vậy thì chúng ta đã hình thành một cái thế bao vây với khu vực đất của thằng Tào Tháo này. Lưu Bị là một thằng rất mạnh và mình chưa biết thế nào, chắc nó sẽ sớm hay muộn nó cũng phải tuyên chiến với mình, bởi vì chúng ta ngày nay bây giờ đã trở thành Tam Quốc. Và Tam Quốc thì có nghĩa là bắt buộc phải đánh nhau rồi. Đây các bạn nhìn này. Đấy, điều đó là không tránh khỏi, chúng ta buộc phải đánh nhau thôi. Bạch Mã Nghĩa Tòng. Và ở tập trước thì mình cũng đã bắt đầu cho Bắc Bình Vương của chúng ta sử dụng đội Bạch Mã Nghĩa Tòng. Đâu nhỉ? Đây. Như này cho nó đúng theo với lịch sử, vì theo lịch sử thì Công Tôn Toản chỉ huy lực lượng Bạch Mã Nghĩa Tòng đi tấn công các nước khác. Ở đây chúng ta có Bạch Mã Nghĩa Tòng rồi, đúng không ạ? Bây giờ thì kinh tế của mình cũng rất là khá đấy, nhưng mà mỗi lượt cũng kiếm được ít tiền quá. Mình có lẽ mình sẽ bắt đầu phải nâng cấp các cái công trình lên để có thêm tiền. Nhưng mà ở những cái vùng nào mà mình thấy nó có khả quan một xíu, nó thiên về công nghiệp, công nghiệp gì đấy, thương mại à, thì mình mới nâng, chứ còn nâng nhiều chúng ta lại tốn thực. Mình nghĩ là không lên sầm cái cấp cái này, giảm phí xây dựng các công trình quân sự. Xây cái thủ phủ ở đây thì hay hơn nhỉ. Khả năng dự trữ à? Mình không rõ lắm cái đấy nó tóc cái khả năng dự trữ nó là gì, nhưng mà chúng ta cứ nâng cấp Sóc Phương lên này, Thái Nguyên này. Trung Sơn, Ung Châu. Ung Châu cái vùng này thì công nghiệp à? Thu nhập từ công nghiệp à? Chúng ta sẽ nâng cái thành lên lên để nghiên cứu vào công nghiệp một chút. Tây Hà. Thế thôi, bởi vì là bây giờ chúng ta cũng phải tích dần tiền thôi. Chứ nếu không thì xem là chúng ta không chịu à? Chắc là không được. Nói chung thì bây giờ nền kinh tế của mình là ổn. À, mình phải xem buôn bán lương thực kìa. Viên Hy dục mẫn. 你若不再说谎，我等上有的谈。 Tào Tháo à? 你这逆贼， liệu mình có thể đàm phán? Thái Mạo. 那就快点吧。 Lưu Bố. 我还以为你死了。 Bây giờ thì đã là Tam Quốc rồi, nên chúng ta không phải lo vấn đề không phải lo vấn đề
Đây, không phải lo mà đánh vào Lữ Bố nữa, bởi vì là trước đây chúng ta đánh vào Trường An ấy thì chúng ta sẽ bị cả Trung Quốc nó ghét. Còn bây giờ thì không 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 cần phải thế nữa. Hàn Hâm Hoàng Tổ. Thằng Hoàng Tổ này nó ở chỗ nào nhỉ? Hoàng Tổ ở đây à? Trương Lỗ nó là đệ của mình rồi. Hoa Dung Sĩ Thiết Kim là đệ của mình. Thế được, mọi thứ có vẻ ổn. Tất cả các chư hầu của mình thì bây giờ chúng ta chỉ có mối quan hệ làm ăn với Dục Mẫn Hương. Còn lại là chư hầu. Tư Mã Khoáng à? Thằng này nó có đánh đêm hết đùa đâu. Nó cấp 5 rồi. Bỏ đi thì hơi phí nhỉ. Tư Mã Khoáng cho nó vào cái chỗ này. Kiểm soát sóc phương cho anh. Sóc phương này nó chưa yên này. Ban hành phân công 5 chức vụ. Nhưng mà mình bây giờ mình đã cần nhiều cái khác nữa. Còn chức thái phó ở này. Còn cái chức thái phó nữa. Bây giờ mình phải thành lập thêm một quân đoàn nữa. Và chắc là một quân đoàn của đám con cháu nhà mình. Đây, thằng này thấy có vẻ các cái chỉ số nó đều tốt này. Và mình vẫn thích cái lính dùng giáo hơn. Ở giai đoạn đầu này thì khá là nghèo, mình cứ dùng các cái lính nó rẻ tiền. Mình nghĩ là cứ dùng các cái lính rẻ tiền thôi, sau mình có thể nâng cấp sau. Chủ yếu nhiệm vụ là phòng thủ. Tư Mã Khoáng này. Và lại không có quân sư nào hợp nhỉ. Thôi để tính sau vậy. Quay gia đã cảm giác chân bất ngờ. Cái lính này thực ra nó rất là hay đấy. Nó phòng thủ khá là tốt. Thiên vệ quân này thì quá mạnh rồi thì không nói, nhưng mà chỉ màu dũng sĩ. Giáp bọn này trâu ấy chứ nhỉ. Bọn này chỉ giỏi về phòng thủ thôi. Đánh này hơi kém. Bọn này nó là phiên bản nâng cấp của bọn này à? Bọn này thì nó thiên về phòng thủ. Giai đoạn khởi nghiệp này thì cứ lính nông dân mà đánh đi. Giai đoạn khởi nghiệp thì cứ lính nông dân mà đánh.
nhưng mà vẫn cần một quân sư. Khi ở đây thì cái thằng Tư Mã Khoáng này nó không hợp nhiều người lắm nhỉ. Thôi kệ nó, với gần này quân này là cũng phòng thủ tốt rồi. Cái đoạn là lính đầy đầu ở nông dân này chúng ta cứ mua lính rẻ. Chiến tranh biển người, mình sẽ đợi một lượt nữa thì mình sẽ tấn công vào thành của thằng Mã gì đây. Còn đây chúng ta có Tư Mã Ý, tấn công kim thành cho anh. Ngay cả quân đoàn của Tư Mã Ý cũng là toàn lính đầy thấp này, tại sao chúng ta cứ phải tuyển lính đầy cao làm gì? Lính đầy thấp này nó đỡ tốn tiền nuôi quân hơn. Chỉ đạo ba, chỉ cầu thắng lợi lại đến, gan hàn bất trị. Tôi đặng hôm nay vinh quang, có lưu mình với tử tôn hậu đại. Triệu Vân thì không phải dạng vừa rồi. Đánh nhau với quân đoàn của Triệu Vân này á, hơi khó đấy. Triệu Vân này mà nó cầm cái cây Thiên Phương Họa Kích nữa thì chắc là khủng khiếp vậy nhỉ. Bây giờ thì mình có thể chiếm Trường An rồi mà không sợ bị Trung Quốc nó hội đồng nó đánh, bởi vì là bây giờ đã là Tam Quốc rồi. Hán đế đã bị lật đổ, đã bị phế. Giờ đây Trung Quốc chỉ còn lại ba vương quốc thôi. Vãi cả cái thời tiết nắng cháy. Cái bọn nó trang bị khiên thì mình thấy rất là tuyệt. Nó chấm được cả tên, nó chấm được cả... Triệu Vân đâu rồi? Thử cho nó cho anh. Rồi chúng ta sẽ ngăn được. Tư Mã Ý nó búp liên tục này.
cho Triệu Vân ra quần một lúc. Bọn này tuổi gì mà đánh nhau Triệu Vân. Ôi giời. Có Triệu Vân yểm trợ ấy, mọi chuyện nó khác ấy. Không vào được. Đây là lính kiếm à? Cho thằng này lên này. Ăn tốt. Triệu Vân đâu rồi? Úi dồi ôi, Triệu Vân chỉ huy cái lực lượng này gớm nhờ. Ăn được cái đội hình hình tròn. Thời cơ đã đến. Ha, địch quân sĩ binh đang tẩu thoát. Chạy hết rồi. Ấy ôi. Cái tên nó vẫn bắn lên ầm ầm. Mình thấy đội hình như này rẻ mà chất chứ nhỉ? Có gì đâu mà không dùng được. Rẻ mà chất. Đi quân sư sa ẩn thổ, đạo địa sư vũ đán sủ bệ. Kiếm chú chương, không yêu lưu hình. Khán kiến. Đấy, lính vẫn khỏe, vẫn còn nguyên. Rồi. Cái bản này nó mạnh về tướng thì nhiều. Tư vị xuyên kế, thì có bị chi phong mang. Công trận tử thành, chính hợp với tôi. Triệu tập mọi người, có yếu sự thương nghị. Hay á. Ồ. Công tôn Hạ Hầu Uyên vẫn chưa hồi hoàn toàn quân à? Hạ Hầu Uyên. Mình sẽ hay là truy sát thằng chết bầm này trước đã nhỉ? Không cần, chắc chỉ cần quân đoàn của Tư Mã Ý là được rồi. Cứ đóng quân tạm đây đó. Về mặt lý thuyết thì mình thấy là trong các loại bộ binh thì có cái bọn này này có vẻ là gớm nhất này. Mình chưa biết là thế nào nhưng mà có thể là mình sẽ lên cái đơn vị lính đấy, nhưng mà lính đấy thì nó mạnh đấy, nhưng mà không biết là liệu mình có ăn được không, có đủ tiền nuôi không. Mình muốn một cái đơn vị bộ binh, mình chơi qua chiến dịch Lưu Bị rồi và mình thử nghiệm tất cả các loại lính mà có thể tuyển được, thì mình thấy rằng là nếu như cái lính đời cuối Spy thì nó lại chỉ có khả năng chống kỵ binh thôi, chứ nó không có khiên để chống tên. Và trong cuộc chiến này, thời Tam Quốc này thì các lính cung tên đời sau nó rất là mạnh. Khả năng mình sẽ phải sử dụng cái đơn vị cái lính nào nó có khả năng cả chống tên nữa. Còn cái chống Chagabonus thì chúng ta có thể dùng skill của tướng để hỗ trợ. Và có thể đỡ được. Thì bây giờ vấn đề là bây giờ mình vẫn đang làm ăn với Thục Hán. Thục Hán à? Mình có gì mà nói? Ý hiệp ước không xâm lược mà xem chừng nó hơi lăn tăn.
Thằng Lưu Bị này thì chắc là nó cũng sẽ đánh nhau với mình thôi, bởi vì là bây giờ chúng ta đã là Tam Quốc, và đã là Tam Quốc thì chúng ta phải đánh nhau. Chả tránh được. Nhị chân nhị giấy, nâng yêu hỡ sự. Yên Quốc, Ngụy Quốc, Lữ Bố, Khổng Dung, Trọng Quốc, Sĩ Thiết Kim. À, đó chiến tranh với thằng đệ của mình ở phương Nam. Rồi, cứ từ từ. Đầu tiên chúng ta sẽ đánh vào Hán Trung nữa. Để cho công còn cánh bên này thì bố con nhà công Tôn Toản sẽ tiếp tục tiến xuống. Rồi, hết lượt rồi. Thôi qua lượt này đã. Ủa, thằng nào đấy? Ngụy Thục Ngô, nhà Ngô nó đến đây à? À, nó tít dưới này thì cũng chả sợ. Thằng kinh nhỉ. Nó chiếm đóng một cái vùng đất rất là rộng lớn của mình. Thằng Lưu Bị nó chiến tranh với Dục. Lưu Bị Dục Mẫn Hương à? Chưa biết bao giờ Lưu Bị nó sẽ chiến tranh với mình. Tam Quốc rồi thì chắc chắn nó phải đánh thôi. Đấy là điều không thể tránh khỏi. Quân đoàn của viên thiên, của công Tôn Toản phải nói là khủng khủng bố chứ không phải là bình thường. Quân đoàn này thì về lý thuyết mình có thể nâng cấp nó lên cái lính này. Chính ra cái lính này mà lính cơ động nhất này khi nó có cả Testudo. Ô chết chết rồi. Nó có cả Testudo. Mà upkeep nó cũng khá cao đấy chứ, 225. Lính này thì thủ châu vãi lúa rồi. Nó là bản nâng cấp của lính này. Đúng rồi. Nó là bản nâng cấp của cái lính này. Cái đội trọng trang trì mâu thân vệ này này. Nó đánh nhau thì không mạnh, nhưng mà nó phòng thủ Testudo thì được. Chống tầm tra kháng xung kích 500. Tỷ lệ tấn công cận chiến không thể chạy. Khi nó dựng Testudo rồi. Đây đây, con rùa đây đây. Chính là Testudo còn gì nữa. Thì nó sẽ rất là khủng. Sử hoán tại sao lại không hợp với bọn này? Hợp với viên thượng. Có được hợp với không hợp thì cứ ở đây đã. Dù sao nhiệm vụ của mày là phòng ngự. Nhan Lương, Cát Mạc, Viên Thượng. Tấn công tài sản của nước ngoài là một hành động chiến tranh. Cũng được, hành động chiến tranh à? Bây giờ nhiệm vụ của mình là mình Triệu Vân lên cấp này. Triệu Vân lên cấp 6 rồi. Né cho tất cả các bộ binh cận chiến. Cần thiết đấy. Né cận chiến.
召集众人，有要事商议。每一步，con lợn này mày cứ chạy là cái quái nào nhỉ? Đứng lại đánh nhau xem nào. Hậu Uyên có chạy tới nó không? Tới mới đâu. Nhưng mà quân đoàn của Hạ Hầu Uyên lại chưa hồi hoàn toàn. Tí nữa mình sẽ vây chặt thằng này cho nó vây đến chết. Quân đoàn này bây giờ mới đau đầu, chưa có tướng nào hợp. Mình cần một quân sư mà hiện tại thì chưa có quân sư nào hợp. Do cái thằng này này. Đồng Bảo Châu, xài sĩ. Đại nhân, có gì phân phó? Nó hợp với Vương Liệt và Đồng Bảo Châu. Vương Liệt à? Tham kiến đại nhân. Xài sĩ. Đồng Bảo Châu và Vương Liệt. Bọn này ở đâu? Chưa thấy. Mà thực ra trong gia phả của mình thì có thêm cả thằng này nữa là quân sư này. Không biết nó hợp với anh nó không. Vấn đề chỉ là mình không biết nó có hợp với anh nó không thôi. Cái này lên thì cũng có tiền đấy, nhưng mà tốn lương thực lắm. Nhạn môn này. Ngũ Bắc Bình, Bột Hải, An Bình, Đại Quận. Thế thôi, cứ lên từ từ thôi, lên nhanh quá lại nguy hiểm. Chúng ta còn có gì để nói? Có gì mới thêm à? Chưa biết bao giờ thằng Lưu Bị nó đánh nhau với mình. Mặt nó bây giờ phải nói là rất là thái độ rồi đấy. Quân đoàn này của nó thì cũng chẳng có cái lính gì cho ra hồn nên mình không sợ lắm đâu, nhưng mà trừ chuyên môn kinh hết, chưa có cái áo giáp là ngon rồi. Công tôn úy có hiếu này, giá trị ngoại giao tin cậy này, tôn trọng sự kiên nhẫn và ngưỡng mộ trí thông minh này, ghét tham lam, phản đối sự đe dọa, giá trị từ thiện, coi thường giáo dục của cảnh
chi phí tuyển dụng quân đội này. Từ thiện. Xảo quyệt của nó thấp nhưng mà quyết tâm nó cao cũng được. Nói chung thằng này nó là tướng đánh trận như thế này là ổn rồi. Có đông cháu cha mà được như vậy đã là tốt lắm rồi. Chưa thấy có tướng huyền thoại nào để mình bổ sung. Chiếm Hà Nội đấy. Bây giờ mình là phải đánh chiếm Hà Nội. Cái thằng lại chạy. Hàn Hâm và Thục Hán ký hiệp ước hòa bình. Yên Quốc lấy được một vật cưỡi mới á. Yên Quốc à? À, nhà Yên à? Hạ Hậu Uyên. Đây rồi, phải tăng vào cái này. Cho phép kháng mệt này. Cho tất cả cánh quân. Cái này là sẽ búp cho kỵ binh rất mạnh này. Kháng mệt này. Sĩ khí. Khi ra lệnh à? Cho phép sợ hãi. Đây nữa. 5, 6, 7, 8. Chín này, 10 này, thế là đẹp rồi. Sát thương xuyên giáp, tỷ lệ tấn công cận chiến á. Mình không biết là có lên cộng không, bởi vì là kỵ binh thì nó không cần những cái đấy lắm. Mày cứ chạy mãi. Nó chỉ có duy nhất một đội kỵ binh thôi à? Vũ đẳng miêu kỹ, bị đằng yên mộ địch quân. Tôi mà vô nhân năng địch, hơn quan là cái chúng vô chi gấu dế. Thằng nào có ăn, thằng nào có thể ăn được Triệu Vân của anh à? Cái thằng Điền Giai này nó sẽ làm nhiệm vụ búp sĩ khí cho quân đội. Vãi cả cái thời tiết. Vừa được cái trận đánh sáng sủa lại đến cái trận đánh tối như ngu tối mịt này. Mình thấy cái bọn này nó khá là hay đấy, khi mà chúng nó có đủ các loại đội hình. Từ đội hình hình dục rỗng này đến đội hình Testudo. Cả Testudo cả pha lăng đều có. Như vậy thì nó rất là tuyệt. Thế trận phòng ngự thì như thế là ổn. Những cái đơn vị mà nó có cái hình này thì chúng ta có thể triển khai quân ở các cái vùng màu trắng đấy. Nhưng mà về căn bản thì mình cũng không muốn triển khai quân lên cao thế. Ấy, dây mặt đá nó có thể triển khai được vùng màu trắng. Ừ.
Triệu Vân rồi. Lên làm tí em ơi. Thằng nào thích đánh nhau đập luôn. Ngoài phạm vi kìa. Chơi luôn. Tưởng gì? Quân nó chưa kịp lên đã bị phá mình lại cho lát luôn. Thằng Triệu Vân này có cái skill tự động nó boost khá là mạnh. Này. Ôi dồi ôi. Boost tự động. Mày ăn được với Triệu Vân thì cũng là thành thánh à? Nó còn thằng tướng nữa mà nhỉ? Tướng nữa đâu nhỉ? Hai đội kỵ binh kìa. Ai già? Chờ tí, Triệu Vân lên ngựa xong đấu tiếp với thằng tướng còn lại. Mày thích xong đấu. Không ăn thua, đúng không? Kỵ binh của nó sốc vào, không ăn thua. Rồi, cố lên Triệu Vân. Xong thằng này làm tiếp mấy thằng kia. Thằng này tướng quét lính à? Kỵ binh của mình đâu rồi? Bọn này đi lùa cung, bọn này ra đây yểm trợ bộ binh ở đây đã. Ủa anh chỗ này hơi rát đấy. Triệu Vân đâu rồi? Xong đấu tiếp. Thằng kia đó không muốn xong đấu à? Ai à, cái đạo quân bên này bị tướng nó cản ác quá. Nhanh. Ôi nó phá hết cái đội quân ở bên này của mình mất. Xoay bắn đá dừng đi. Triệu Vân đánh quân thì nó hơi phí. Về đây đập thằng tướng này cho anh. Ôi giời. Không thằng nào dám đánh nhau Triệu Vân đấy. Không muốn xong đấu này. Đây chỉ là lính đời 2 bình thường thôi đấy, chưa phải là lính khủng đâu. Điểm ra đây rồi, boost skill lên. Bật pha lăng lên, tiến lên đây cho anh. Tiến lên đây. Triệu Vân đâu? Ôi giời, Triệu Vân đánh mấy thằng lính đấy làm gì? Ra đây giết thằng tướng nó này. Không
Đúng rồi, Triệu Vân. Thêm cái này nữa thì chúng nó khỏi phải đánh nhau. Dừng lại! Sa quang địch quân! Rồi. Thiên sư chuẩn bị. Hào chi lại. Thiết lập đội hình phá lăng này. Bọn này nó vừa có phá lăng này, vừa có test studio này. Ghê thật. Chú ý. Xong đấu. Không muốn xong đấu. Xong chưa? Mới về đây em ơi. Vũ khí dũng khí. Gia tốc tiến trình. Chung à. Chỉ chỉ một chỉ. Đến vào đây em ơi. Giữ giữ nguyên đội hình pha lăng tiến lên. Gia khoai chảo bộ. Tiên sĩ thiên minh. Chỗ này bị mấy thằng tướng nó quần cho nát hết cả quân. Chuẩn bị bá kiếm. Địch quân仓皇逃窜，一群懦夫。Đường nó chạy lốt rồi. Đường nó chạy lốt rồi. Hào chi lại. Tiên binh giữ vị. Wow, rắn chưa? Thủ rắn vãi lúa, đùa không? Lùa. Thảm sát đây em ơi. Thảm sát đây. Ôi đội hình này. Bị nó quay nó đánh cho kinh quá, bị thằng tướng nó vào nó cản. Nhưng mà nói chung thì cái đội hình phòng thủ kiểu này được đấy. Để mà chúng nó tấn công được nó hơi khó. Trận này Triệu Tiểu Long của mình vẫn cứ là, mặc dù không phải là tướng tiên phong tiên phong đâu, nhưng mà đánh trận úi dồi ôi, Triệu Tiểu Long vãi cả. Triệu Tiểu Long hay mình giảm bớt kỵ binh xuống nhỉ, mình dùng kỵ binh cũng đâu có hay lắm đâu, bằng 8 đơn vị à. Xong. 我军 智略胜敌军一筹。Bạn về với Hàn Toại và Hàn Hâm. Thằng này chỉ số rất là ngon, nhận thức này, tin tưởng này. Thực tế thì nó cũng là một tướng tài đấy, nhưng mà chúng ta 61 tuổi rồi thì nó đều là trai xanh đấy, nhưng mà thôi mình thả nó đi. Chúng ta là con người nhân tử, tha cho chúng nó một lần. Thành đô. Người dân
开战，准备伏击。Cuộc chiến với Lưu Bị thì bao giờ đây? Mình chưa biết đấy. Thằng chư hầu này của mình nó vẫn chiếm được ở đây. Sâu xuống một tí dưới thì dưới này đã có giao chỉ kiểm soát rồi. Vân Nam này, Ích Châu, giao chỉ Sĩ Thiết Kim, Hợp Phố, Hợp Phố, Cảng Cá, Trấn Lớn. Trấn Lớn ở chỗ nào? Đây à? Đám đệ của mình ở phương Nam nó vẫn làm việc tốt thì cứ để chúng nó làm việc. Bây giờ thì chúng ta sẽ phải tiêu diệt lốt cái thằng Hàn Hâm này đã. Xong có thể sau đấy mình sẽ join với thằng Trương Lỗ. Trương Lỗ mạnh đấy, đùa đâu. Kinh tế của mình còn nên là nếu mà mình join với Trương Lỗ thì mình sẽ có khá nhiều tướng huyền thoại đây này. Chỉ có điều là mình không biết chúng nó có hợp nhau không. Thằng Công Tôn Đào này tại sao nó thành huyền tướng huyền thoại được nhỉ? Quân Xí Sầu Trấn. Hồi báo một chút, tôi không ở đó thì đã xảy ra những gì? Để mình xem là tại sao cái thằng Công Tôn Đào, thằng con ông cháu cha này mà nó lại tướng huyền thoại được. Nó chưa đeo một cái đồ gì mà nó đã tạt tướng huyền thoại. Nó mới có cấp 1 và không có đồ tử tế. Ôi thằng này được cộng kinh thế, thật thà. Khỏe mạnh, vui lòng, thật thà, thân thiện. À, so với thằng anh của nó thì sao nhỉ? Công Tôn Đào à? Nó chỉ không hợp với Tư Mã Ý thôi. Mình sẽ cho nó vào thành phần ban lãnh đạo. Hài lòng của Triệu Vân. Tôi đã quay lại. Bài sinh sẽ phải an hảo. Vạn vạn bất khả. Ghê đấy nhỉ. Thằng này nó một trong những khả năng sau nó sẽ là một trong những lãnh đạo tương lai của nhà Công Tôn đây. Lãnh đạo tương lai của nhà Công Tôn rồi. Lưu Bị đã tuyên chiến với Thái Mạo. Ngô Quốc đã tuyên chiến với Hán Thục. À, tốt rồi. Hoa Dung, Thái Mạo, Hàn Hân. An Định, Thành Nhỏ,
An định của mình á, dân số đang giảm dần này. Đang lên cấp đây. An định nó vẫn phải lên nữa chứ không như này được. Quân của nó bình thường mà nhỉ, đập bỏ bố nó đi chứ sợ gì. Ủa giời, chạy re đe kèn, sợ đi. Ai nó ngon phết đấy, tướng cấp 1 mà mạnh. Đây, mà chưa có đồ gì mạnh lắm đâu, toàn đồ cùi đấy. Rồi, bây giờ thì đến lượt công Tôn Toản. Cắt lương thảo của nó thì phải mất mấy lượt nữa nó mới hết. Ôi, quân thủ thành của nó, ơ nó có xe bắn đá. Bây giờ thằng Lưu Bị còn đang phải lo cái cuộc chiến với thằng Lưu Bị bây giờ còn đang phải lo cuộc chiến với thằng như vậy thì khả năng thằng Lưu Bị nó sẽ chưa chiến tranh ngay với mình nhưng mà mặt nó cũng không thân thiện lắm rồi. Cái thằng này nó làm gì còn đất nước gì đâu nhỉ? Yên Quốc. Chúng ta là Yên Quốc à? Ôi thế mà từ nãy giờ mình không biết. Chúng ta sắp chuẩn bị hết thằng để bán lương thực rồi. Hoa Dung. Đâu rồi? Học viên Hy đâu rồi? Học viên Hy thì nó chỉ còn một cái đạo quân này, nó không còn quốc gia lãnh thổ gì cả. Đây, Nhan Lương này, Cát Mạc. Ở vị Yên Thượng. Sao Sử Hoán này hợp với Hàn Hận này, hợp với Công Tôn Kỳ, Điền Nhã. Hợp với Chu Nhiên. Đông thiên chưa khỏi qua chứ là. Có cái tướng màu tím này thì nó búp khá là mạnh, nhưng mà mình vẫn thích tướng màu vàng hơn. Các lộ chi hầu của mình, ủa, Bình Văn Mộng, Hạ Hầu Vinh, Đông Quần khá mạnh. Cha con nhà Công Tôn đâu rồi? Đánh vào đây. Nó có quân quái đâu.
hai cha con đi đánh cùng đánh trận. Đa y tại wo, wu ren neng di. Hai cha con nhà Câu Tôn Toản này sẽ tiến xuống và đánh chiếm thành Lạc Dương cho phép kháng mệt này. Lên đây nữa. Lên đây. Cái này thì không cần thiết lắm. Cho nó lên cả mắc uy quyền luôn này. Con này thì nó cộng bản năng nhưng mà thằng tướng này chuyên môn lại thấp quá. Cho nó lên một tí chuyên môn đi. Con ngựa này ghê thế. Tiễn à? Mình có con ngựa này ghê nhỉ? 25 này. Cũng 3 thưởng xung kích. Con ngựa đấy mạnh. Như vậy là mình sẽ thừa ra một con ngựa cho thằng này nó đeo. Thằng con ông cháu cha này nhưng mà nó lại có vẻ rất là nổi tiếng này. Đây, Công Tôn Úy lượt sau là sẽ có, mình sẽ cho nó đeo vào. Thằng này là thằng Cao Đông cháu trai nhưng mà có vẻ tuổi trẻ và tài cao. Mình không biết thằng Công Tôn Đào là thằng nào, nhưng trong lịch sử không biết có không, nhưng mà thằng này là được ấy, tuổi trẻ tài cao. Hà Nội là một trong những thành phố rất lớn và chúng ta đã có hai vùng. Nó xây toàn công trình công nghiệp không? Farmland. Hà Nội này chắc phải nâng tiếp thành lên rồi. Đây nó cái thành ở một cái vị trí rất là chiến lược. Tiến ra đây và chúng ta sẽ cần phải tiêu diệt khu vực Trường An này. Mình sẽ giữ cái lực lượng ở đây vừa phải thôi. Cùng lắm thì mình sẽ cho cái quân đoàn của thằng đây Sử Hoán này nó ra cho khu vực chỗ thành Hà Nội này nó đóng. Đề phòng thôi. Trương Yên đứng ở đây để phòng thủ bờ biển. Cứ để thằng Viên Thiệu nó còn thì nhiệm vụ của mình nó bắt buộc phải tiêu diệt nó đấy. Nhưng mà bây giờ mà mình tăng cái này cao quá là cũng nguy hiểm. Chinh phục Ngô Quốc và Thục Hán. Phần ban lãnh đạo của chúng ta cũng là toàn những tướng cũng được đấy chứ. Triệu Vân này, Hạ Hầu Uyên, Công Tôn Đào, Tả Tì, Thượng Bát, Ưu Huy đều là những tướng chủ lực của mình. Và cái quan trọng nhất là mình không hiểu tại sao cái thằng Công Tôn Đào này nó lại mạnh thế. Thằng này 17 tuổi, chưa lớn.
Mình cứ giữ cái khu vực này, nó có mấy thằng chư hầu này nó kiểm soát rồi thì mình sẽ không tấn công mạnh ra hướng này, mình sẽ tấn công sang cái sườn phía tây trước. Sườn phía bên đó thì chưa có kẻ thù. À, như vậy thì mình có thể dễ dàng phòng thủ hơn, tấn công hơn. Yên quốc hữu bốc bình. Thằng Trương Lỗ để chúng loạn cân. Trương Lỗ, chúng lại ra khăn vàng. Ok. Ra khăn vàng thì nói chung thì chả ai chơi được với nó cả. Chúng ta đã thêm một cái hài lòng cho chiến sĩ này, toàn phe này, hỗ trợ cho nông dân. Một thỏa thuận cho tuyên chiến với giặc khăn vàng. Nhiệm vụ thành công. Tả Tỳ Thượng Bát. Hài lòng của Tả Tỳ Thượng Bát và Công Tôn Toản. Chưa có tướng huyền thoại nào. Ơ à, thằng này nó có cái thương mạnh thế. Hay là mình tuyển nó về để lấy cái thương của nó xong đầu lại thả nó đi nhỉ. Mấy thằng ất ơ này thỉnh thoảng có đồ ngon lắm nhá. Đây này. À, hợp được thì tốt. À, hợp nhau này. Hợp với sử hoán này. À, tốt rồi. Con lợn này tự dưng có đồ ngon thế nhỉ? Đang bảo chưa biết làm thế nào với cái đội quân này tự dưng lại hợp nhau. Nhưng lượt sau chúng ta mới có thể tuyển dụng nó được. À, mới có thể cho nó vào quân đoàn được. Thiếu quyền lực cần thiết á. Và thằng khổ khỉ này trung thành của nó rất cao. Châu Lâm này. Uầy. Kinh tế của mình đang đi xuống. Nói chung mình phải lên cái này đã. Thu nhập từ công nghiệp, thu nhập từ lụa, rồi gia vị. Eo ôi. Hình như là mình đang hết giao thương với một số thanh niên. Bọn chư hầu này luôn luôn phải xem nào. Ui, lương thực của mình cứ nhiều vãi lúa. Bán tẹt bô đây. Cho chúng nó bán tẹt bô đây. Lấy tiền của bọn chư hầu này. Sau này chúng nó mạnh lên là chúng nó cũng lại phản lại mình thôi mà, nên là chúng ta chỉ xin hoài thản chẳng, thì ni wo lao bu ke po. Vẫn còn một lượt nữa. Trương Lỗ còn 3 lượt nữa. Hoàng Tố. À, Lưu Tông này cũng mạnh nhỉ. Khổng Dung này. Nó vẫn khá nhiều lương thực à. Thế để sau đi. Nhà Hán. Nhà Hán. À, Lưu Bị. Ôi, nó không chịu cái hiệp ước không xâm lược đâu. Mình cứ cho nó một tí gọi là lấy chỗ đi lại thôi. Dục Mẫn Hương này. Bán cho nó tí. Nó nghèo quá. Ừ.
心怀坦诚，则你我牢不可破。啊，刘伯，有话快说。không chịu không chịu mình đến mình chiếm luôn rồi mày chạy đi đâu nó bị cắt đơn thảo rồi nó cứ chết dần nó đánh ra nó chết luôn có tướng này là tướng đua rồi, chuyên đua rồi. Tướng này nghị lực của thằng này khá nhỉ. Chuyên môn và bản năng. Cho phép đánh đêm này. Sát thương xuyên giáp. Phải lên cái nhánh này lên đây để còn có bắn lửa chứ. Đang tại hành trình. Tốt. Xong thì mình sẽ thu phục thằng Trương Lỗ. Bây giờ thì cha con nhà Công Tôn Toản sẽ đến sang bên này đánh chiếm Trường An. Cha con nhà Công Tôn Toản sẽ sang bên này và đánh chiếm Trường An. Ai là sĩ Thiết Kim? Quyết định đánh giả. Nó đâu có nhiều quân lắm đâu mà mình phải, mà nó báo là mình thua nhỉ. Nó có cái xe bắn đá thôi. Mày gớm quá cơ. Xiu yao lãng phí wo deng chi zi shi xin, man qiang re xue. Có đam mê và nhiệt huyết à? Ấy là nụ ngủ đông hiện đang bùng phát thành hành động. Sau này các cái tướng lĩnh già này chết đi thì... Không muốn khai chiến, thì nhẫn nhịn. Hạ Hầu Uyên là chuyên để quét quân. Quân đoàn này của nó cũng khá là ổn đấy. Khi mà nó cân bằng lực lượng phết đấy.
chiến dịch này nó khác với chiến dịch của Lưu Bị, vì chiến dịch này ít nhất mình cũng đã có một chút kinh nghiệm rồi. Tuy nhiên cũng còn rất nhiều thứ mà mình cảm thấy là cũng chưa ổn, là mình chưa nắm bắt được hết đâu. Nên là tuy nhiên là với cái lượng kiến thức mà mình nghĩ là mình làm được đến giờ thì đủ, mình nghĩ là đủ. Cái đội hình này phản xung kích trên và trên ngựa. Lập đội hình thì nó không bắn tên được à? À thế từ từ đã. Được rồi, bình tĩnh. Thế thì lập đội hình nó sẽ không bắn tên được. Được. Vậy thì cứ từ từ đã. Thằng này nó chống xung kích rất tốt này. Ngoài phạm vi à? Lên đây anh em ơi. Cung của nó chưa bắn được đâu mà. Xong đấu phát ra nào. Quá nhau. Thôi được, cứ để cho chúng nó lên một tí nữa. Các bọn lính giáo lại đa năng thật, trang bị cả cung tên, cả lính kiếm, cả nó trang bị cả cung tên, cả đâu nhỉ, cả cung tên, cả giáo. Thế mới kỳ cục. Mày không chịu lên thì tháp canh của anh bắn rồi. Vẫn ngoài phạm vi cả. Cung thủ nó đâu nhỉ? Mình tính là mình phải tách cho hai đội ngựa này đi lùa cái khẩu pháo nó rồi. Vẫn không chịu. Cái gì? Ngang cơ cơ. Nhi de si wang jiang shi tian xia de fu yin. Ke lian zhi yu bi chu zi ke lian zhi kou. Cứ để chúng nó lên một tí đã. Ơ.
cái gì bắn được ấy? Xoay bắn đá à? Chắc chỉ có xe bắn đá nó mới phơi thôi. Chơi đi. Đấu tranh bắt đầu. Tôi phong bị thắng. Chuẩn bị tốt rồi. Nhanh lên. Bộ. Chuẩn bị tốt chống phong rồi mà. Ừ, xe bắn đá cho anh. Ui giời, xe bắn đá thì ăn thua gì. Wow, trận chiến này ngang cơ quá nhở. Không biết làm tướng của mình có ăn được không. Bọn này nó trang bị cung tên đấy. Vào được đến nơi thì cũng dần dẹo hết rồi. Rồi. Pha lăng. Pha lăng. Đội hình hộp rỗng. Hết tên rồi. À. Sao khẩu pháo nó rồi à? Thôi rút 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 ra đây. Binh của mình đâu rồi? Đi làm việc em ơi. Quỷ gì mà ăn được anh? Hết kỵ binh rồi à? Đây đây. Ôi cái đội kỵ binh của mình để quên nó mất rồi. Ngã chết bầm rồi cái thằng này. Thằng quân sư của nó bị điên kìa, xông vào đánh nhau với lính giáo của mình kìa. Tiến lên đây. Khả năng mình chỉ để 4 đội kỵ binh thôi. Không cần nhiều kỵ binh lắm. Cái bọn này nó trang bị cả cung tên đấy, nên là mình sẽ tăng cường cái số lượng lính này lên. Vẫn chưa diệt được nó à. Sốc cho nó phát nữa. Mình nghĩ 4 đội kỵ binh là đủ. Tiến lên. Ok, Hạ Hậu Nguyên chạy chứ. Ưu Huy đã thắng. Hạ Hậu Nguyên của mình yếu thế nhỉ. Đang đứng đây càn lính à. Hạ Hậu Nguyên nó không phải là tướng để đánh trận. Ôi ôi. Tướng đỏ của nó đánh kinh thế. Hạ Hậu Nguyên đâu rồi, chạy về đây.
đội hình pha lăng này tiến lên. Có thằng này khỏe nhỉ. Ai già một trận đánh tưởng chừng đơn giản mà cũng vất vả nhỉ. Mình nghĩ là mình nên ít kỵ binh thôi. Tăng thêm cái lội lính giáo này lên. Nó trang bị cung tên như này. Rất là lợi. Đúng rồi, nó có cung tên, như vậy là nó có thể đấu tay đôi bọn cung tên đối phương rồi. Hạ Hầu Uyên có lẽ là đi cùng với kỵ binh hơn. Uy này nó đấu cũng được ấy. À, thằng tướng của nó là tướng Mã Nguyên Hiền, hình như nó là con cháu của Mã Siêu rồi. Mình thấy thằng này đánh nhau cũng được đấy, Mã Nguyên Hiền này. Tướng cấp 1. Nhanh nhẹn. Hòa bình. Yên tĩnh. Thả nó đi, biết đâu mình có thể thu phập được thằng này. Có cuốn sách tốt thế nhở, cảnh giác này. Đá tin cậy. Những tướng này giỏi thế mà tại sao mình không lấy được cái này, không lấy được cái thương này nhỉ? Chúng ta là con người nhân từ, chúng ta sẽ thả cho nó đi. Chúng ta là những người nhân từ. Tuyên chiến giữa Hoa Dung. À, đánh sĩ thiết kim của mình. Công Tôn Trinh đến tuổi trưởng thành rồi. Để xem là bọn công tôn, thằng Công Tôn Trinh nó có hợp với bọn này không. Châu Lâm này hợp với cả Công Tôn Trinh à? À được. Hợp với Công Tôn Kỳ nữa. Toàn này nó có một cái kích ngon nên chứ có gì đâu. Công Tôn Úy. Đa nhân chinh lĩnh. Sự khí đại trấn, đại nhân trao ta, vinh hạnh chi trị, nắm chi vũ khí. Không hợp với Công Tôn Trinh. Hạ Phong. Không hợp với Công Tôn Đào. Trở ar bu cui, truy xun rong yao. Quan jie yi xin. Yi tong tian xia. Chủ công, xin quản phân phụ. Hạ Phong, 53 tuổi. Chuẩn xin sầu chân. Trị sự chỉnh rắn, thì sự hại. Hai thằng này bị kẹt à? Nó không di chuyển được. Mình thấy thằng này
điền nhã. Đây rồi, cho phép bắn lửa đây rồi, học vào cái này nữa. Dưỡng binh thiên nhật, dụng binh nhất thời. Chúng nó hết quân rồi. Lấy được cái kiếm 8 quyền là khá tốt đấy. Mình cần cái kiếm này. Tám quyền. Cộng 8 vào uy quyền. Hạ hầu uyên này, à nghị lực của nó thấp quá. Hạ hầu uyên này máu củi, máu bùn quá. Học vào đây đã. Hạ hầu uyên học... Đây, học vào đây. Tăng vào cái nhánh màu xanh một tí. Cộng 8 mà nữa thì chắc là đỡ hơn. Tiếp tục tăng cường và bổ sung thêm mấy đội này nữa nhỉ. Đấy, kỵ binh ít thôi. Sát nhập lãnh thổ nào. Bây giờ mình sẽ sát lập lãnh thổ của thằng Trương Lỗ. Gân trọng ở hậu, trí yê phán mạo. Đại nhân, có hợp phân phụ. Sử dụng biến động. Hán loạn thảo nghi. Jin ye suo ying yu zi. An ying zha zhai. Hai thằng này tách ra đứng gần nhau nhưng không điều khiển được đâu. Wo jun jiang zhi, kuai kuai chuan ling. Da qi jing shen lai. Hà Phong là thằng nào đấy? Hạ Phong. Nhưng mà còn cái chức gì cho nó đâu. Năm mươi ba tuổi. Mục tiêu chỉ có một cái. Xí xin chế yu. Cái để phe này nó đứng đây đã. Đợt này bây giờ mình hết tiền đấy nhỉ. Căng ghê. Hoan nghênh, xin xin. Mấy thằng chư hầu này là cứ phải yêu cầu cho nó cống nạp đều đủ đầy đặn. Khỉ thật. Nó còn nhiều tiền quá. Ôi, bọn chư hầu nó nghèo quá rồi. Không có tiền để đóng thuế cho mình nữa rồi. Tú xạ khang khải nhân ý, tôi đặng cảm kích bất dịnh.
老友来访，甚是欣慰。欢迎，朋友。Kinh tế của mình bây giờ cũng bắt đầu không ổn rồi. Cử hai quân đoàn lên rồi cả. Này nó công thành à? Gân chí 强健, phóng cơ bộ bộ cao sinh. Xong một phe. Duyệt Hán sùng. Bắt đầu cho tất cả các tân binh ấy. Cộng một hạng. Không cần. Học vào cái này đã. Tăng sĩ khí và tốc độ. Kháng tên. Điền giai, một trong tướng hàng đầu của mình từ đầu. Ok. 参见大人。定乱安民，恢复原样。Bị lag cái quái à?不畏惧。必须休息。不行，这样行不通。Nó không có quân mạnh lắm đâu nhưng mà. Đi thủng山河。Chưa có quân sư nào mạnh. 向前进军。必须整顿歇息，再做打算。Chưa tuyển được quân sư nào. Tư Mã Khoáng lại không hợp với Công Tôn Đảo. Sáu chính lưu hứa. Bình nguyên mỏ muối. Tôi đã quay lại. Bài sinh sẽ phải an hảo. Nà chú khoai thiện bà. Thằng Lữ Bố này không chịu hòa bình à? Lữ Bố không chịu hòa bình à? Vì có 扫清六合, thiên hạ 才能平定. Mình đã có đủ lực lượng để phòng thủ rồi.
khu vực phía nam. Quân đoàn của sĩ nhiếp ai chả, nó chả làm gì hơn, nó chưa dám nó vây thành mình không nhỉ? Để cho nó vây thì vây chứ. 10k. Chửi với phe, đánh cắp vật phẩm, kế phản gián, thiết cẩm thương mại, nhân vật không uy tín, tung tin đồn ác ý giảm bớt độ hài lòng của dinh phủ, kích thích thương mại, điều khiển phe thương mại tăng cường là được. Tại châu quận phát triển, lôi kéo quan hệ vì người mang đến nên phát hiện tầm đó, củng cố mạng lưới bí mật của mình. Mấy thằng này xem nào. Từ chối quân nhu, ngăn cản tiếp tế, ngăn cản bổ sung quân đội xâm nhập, sắp xếp cho một thành viên trung thành của mạng lưới bí mật của bạn xâm nhập quân đội của nhân vật đã biết, cấp cho bạn tầm nhìn và cho phép bạn theo dõi diễn biến của nó. Mình nghĩ là nó không chịu. Giả quân lệnh, cái điểm của thằng này nó chưa đủ. Cái này nó chưa lập được mạng lưới tình báo đủ mạnh. Đá chỉ tinh thần lại. Phá lệnh bị hình. Có quân đoàn của Tư Mã Ý rồi. Ôi dồi, quân đoàn này đánh thẳng vào thành của Lữ Bố. Được đấy. Còn bên này nữa cơ mà. Quân Tướng Toản sẽ tiến xuống đây, đánh vào Trường An này cho anh. Đều các lực lượng của chúng ta là có vẻ cũng khá ổn đấy. An Định sắp có nổi loạn à? Đại quận Bình Nguyên. Cái này đi. Công trình này mình thấy nó chả được cái tích dụng gì nhỉ? Tăng trưởng dân số. Ung Châu. Thục Hán, Ngụy Quốc Công. Nó chỉ có mấy cái thằng giặc khăn vàng thôi gì.
定能与我方相得益彰。À, nó bảo là Tề Công Quốc đề nghị hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại Lạc và Khăn Vàng, chấp nhận. 足下才智与我暗合。Hoa Dung. Bành Thành à? Tướng nào dẻo? Ôi trời ơi. Quân sư hàng đầu của Công Tôn Toản dẻo rồi. Chết thật. Không hợp với chết nhờ, bây giờ mình còn không có quân sư nào đây. Nhưng mà mình sẵn lại có xe bắn đá rồi thì chắc là cũng không cần lắm nhỉ. Yeah. Công Tôn Kỳ. Một tướng của chúng ta. Tống Kim Bình là hoàng hậu đã hy sinh rồi. Vậy thì chúng ta phải lấy vợ cho Công Tôn Toản rồi. Công Tôn Toản lại hết vợ rồi. Bây giờ mới là đau đầu đấy. Công Tôn Toản ơi, xem trong các cái đám này. Miao. Mấy thằng này không có con cháu gì mà nhỉ? Trương Lỗ. Thu phục một chư hầu là hành động phản bội, bị mọi người lên án. Nó cũng gây gánh nặng lớn cho chính quyền của bạn. Vì vậy bạn không thể lặp lại điều đó trong một thời gian dài. Phục lục một chư hầu trong khi đảm bảo sự độc lập của họ hoặc phá vỡ lãnh đạo. Căng thế cả. Thôi kệ nó, cho chúng nó kiểm soát chỗ này cũng được. Thu phục sau. Hành sự cẩn thận, có thể gọi là mẫn. Mấy cái thằng Khăn Vàng láo tét thích nổi loạn này. Ơ mà kể ra cứ để cho đất nó nổi loạn lên, xong rồi cho bọn này nó luyện cấp được ấy nhở. Khán giả thà mần chỉ nâng xiao hào vô chung tư trung xí trạng loạn. Khai trận. Jinh lì chống phê, vũ hộ sinh sinh. Giáp cho tất cả bộ bộ binh cầm giáo. Công Tôn Đào. Đại nhân, có hợp phân phụ. Trận mi mưu hóa, phong cơ chủ sân. Hảo bình nghị giấy,
匡扶天下。全军出击，智如流水。该当如此。Chết mất quân sư rồi. Không bắn được đạn lửa nữa nhưng mà vẫn có pháo là được rồi. Không bắn được đạn lửa nữa. Mà thằng này thì cũng sắp tèo rồi. Hoàng hậu chết mất rồi. Hạ Phong. Cộng xảo quyệt và uy quyền. Xảo quyệt uy quyền. Thằng này nó có sẵn hai skill này rồi kìa. Dục Mẫn Hương, mối thù chống lại Dục Mẫn Hương. Nó có mối thù chống lại Dục Mẫn Hương. Tít dưới này kìa. Tuân mệnh. Nắm chặt vũ khí. Thế quái nào đi ở cái chỗ này lâu thế? Cha con nhà Công Tôn đã đến tới nơi rồi. Ai ôi, trận chiến ở đây vẫn còn là rất nan giải đấy. Kệ nó, cho mấy thằng đệ của mình nó cứ làm việc ở đây đã. Hạ Hầu Nguyên và Công Tôn Toản. Bọn nào nó chạy sát dưới này nhỉ? Không có. Chính phủ quân sự thu nhập từ tất cả các nguồn. Công trình này đúng ra thì phải xây ở vùng thủ phủ chứ nhỉ? Xây ở đâu đấy nó an toàn một xíu. Khơ sầu trí dơ, địa hỏa liều yến. Quân quân thính lệnh, y vọng vô tiền. Nhanh lưng cái nhánh màu vàng nhanh không kẻo là sắp chết đói rồi. Trừ tham nhũng. Xong rồi, Lữ Bố xong rồi. Xí thính tuân biện. Bây giờ cái thằng này bây giờ rất là khó nhỉ, mình không dám đánh nó. Đánh nó thì bây giờ lại dở.
đánh thẳng vào thủ đô của Ngũ Quốc của nhà Ngô cả. Bọn này máu thế. Công chiếm Trường An. Hiệu triệu thiên hạ. Lưu Tông, quyền tự chủ. Hoa Dung và Lữ Bố ký hiệp ước hòa bình. Lưu Tông. -10 hài lòng toàn phe cả. Tả Ti Thương Bát làm cho gì đấy? Sao? Bùa phân xin. Ô em này xinh phết này. Chư an tư vi, vi ư chấu mưu. Sa. Chính tuân mệnh lệnh. Chính khí như hỏa, hùng hùng bất xi. Sa ya. Mỏ ngọc à? Sao có cái mỏ mỏ ngọc à? Mỏ ngọc á. Thu nhập từ thương mại, thu nhập từ công nghiệp. Nâng cấp cái này lên mới được à? Tốt rồi, mình đang tạo một cái vòng đai khá là ổn ở đây đấy. Thành An Định này sắp có nổi loạn đến nơi. Mệt ghê nhỉ. Tăng thu nhập từ công nghiệp. Cái này hơn chứ. Cái này cao hơn này. Chính phủ quân sự. Thôi để chờ lượt sau vậy. Lang Hoa. Lang Hoa chiến sĩ. Tộc Vinh Phủ à? À, cho mày đi luôn.
夏日万物有枯有荣。Mày không hài lòng anh cho mày đi luôn. Còn bộ máy của anh phải là những người trung thành. Toàn phe à? Phản gián này, cộng 10% trang trải chi phí gián điệp kẻ thù toàn phe. Thằng Công Tôn Trinh thì nó cho đi làm gián điệp được ấy nhỉ? Đùa đâu? Cát mạc. Cát mạc là gián điệp của mình à? Ôi giời ơi. Khỉ thật. Thằng Cát Mạc này nó hóa ra nó là quân sư của phe mình nhỉ? Hồi báo 一下，我不在的时候都发生了些什么。À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Như vậy là gián điệp của mình đã chui vào trong nội bộ của quân đội của chúng nó rồi kìa. Cát mạc là một gián điệp của mình. Ghê quá.